Ok, hello anh em nha. Thì đây mình mới về lô motor chục con này nên chục motor cũ hàng Sài Gòn gửi về nha. Đó, thì hình như với 5-6 con hai đầu luôn anh em, còn nhiêu là con một đầu nha. Con một đầu vỏ sắt máy Việt Nam này. Đây toàn bộ là máy Việt Nam nha anh em, 1,5 triệu nha. Đó thì anh em nào nhà nước đang yếu đang cần nhá thì liên hệ mình nhé. Nó thì lô motor này về mình cũng gắn khoảng 4-5 con anh em, tại vì hôm gài mình nhận hàng của người ta đó, nhưng mà mình chưa có motor gáp thì giờ mình đặt hàng nó không có anh em, tại vì hàng cũ này cũng nói chung là kiếm cũng cực. Nó ông anh ở Sài Gòn mình nó đang đi quần hàng cho mình đó, nó thì ông mới gửi về cho mình chục con. Thì trong đây trong số chục con này mình gắp khoảng chừng 4-5 con này. Nó thì hàng về rồi thì anh em để mình dọn lại, chắc một ngày hoặc hai ngày nữa mình đi gắp cho những người mà mình nhận hàng nha. Nó thì anh em nào xem mà gửi đây có muốn đổi người gửi thì alo liên lạc cho mình nha anh em. Nó toàn bộ ở đây là chục con người gửi. Con gửi đây. Motor trong đây là mình đổ xong hết trơn rồi đó nè. Cái motor trong đây là mình đổ xong hết trơn rồi. Anh có gửi về cho mình một con người gửi sáp Việt Nam nè, mà mất mất ruột mất nắp rồi. Nó thì gửi về còn phe với dây. Thì mai chiều mình sẽ làm nắp. Mà cái này là phần bên người gửi nè. Con hai đầu thì nhiều lắm, con hai đầu tới 4-5 con là 5 con gì anh em. Con hai đầu 5 con, còn con một đầu thì cũng 5-6 con vậy. Con hai đầu để coi 1 2 3 4 5 5 con hai đầu, 5 con một đầu nha anh em, 6 con hai đầu, 4 con một đầu. Nó thì cái phần nào mình gáp mà một đầu hai đầu thì mình để, còn phần nào mình gáp một đầu thì mình sẽ cắt bỏ luôn, tại vì cho mình là xài một đầu không à. Mà mình nói trước với anh em luôn, nhiều khi anh em nói mình bán hàng cũ không phải đâu, tại vì ở chỗ mình nó chuộng hàng cũ hơn là cái hàng mới. Nó chuộng hàng cũ hơn là hàng mới nha. Hàng cũ ra bao nhiêu là hết sạch bao nhiêu, còn hàng mới mình bán bị đứng hình nha anh em. Rồi bye bye anh em nha.